Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2020, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Dịch COVID-19 ngày 26 tháng 2, Ý tăng vọt lên 322 ca, Hàn Quốc hơn 1.100 ca. Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146 ca, trong khi số ca nhiễm ở Ý cũng tăng vọt lên hơn 300 người. Cập nhật của hãng tin Yonhap cho thấy, Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146 ca. Đến nay, Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm COVID nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục. Ý tăng vọt lên 322 ca nhiễm, 11 ca tử vong. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã đổ lỗi cho việc quản lý kém của một bệnh viện ở phía bắc nước này khi để dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng. Cho đến hết ngày 25 tháng 2, theo hãng tin AFP, tại Ý có 11 ca tử vong và 322 ca nhiễm, con số người nhiễm lớn nhất châu Âu. Tất cả những bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại Ý đều là người lớn tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tật. Tuy nhiên, dù số ca nhiễm tại Ý vẫn tiếp tục tăng lên, thì các bộ trưởng y tế của các nước láng giềng với Ý họp tại thành phố Rome cùng với ủy viên y tế EU nói rằng việc đóng cửa biên giới sẽ là một biện pháp không cân xứng và không hiệu quả. Chúng ta đang nói về một chủng virus không quan tâm đến đường biên giới, Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Birenza nói. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng có mặt tại cuộc họp ở Rome nói rằng các bộ trưởng đang rất nghiêm túc đánh giá vấn đề. Virus corona đã đến châu Âu lần đầu tiên trong một tình huống mà chúng ta chưa hiểu hết về cách thức lây nhiễm và không có mối liên kết trực tiếp với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chúng ta có một tình huống mới cần giải quyết. Tôi đã nói rằng tình hình có thể sẽ tệ hơn trước khi làm tốt lên và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này, Bộ trưởng Spahn cho biết. Vùng Tucandy đã báo cáo 2 ca nhiễm đầu tiên, bao gồm một hướng dẫn viên du lịch, trong khi có 3 ca xuất hiện tại vùng Cilici, bao gồm một cặp vợ chồng đến từ vùng Lombardy, vốn là vùng ảnh hưởng nặng nhất với 240 người dương tính với virus corona. Ca tử vong thứ 11 tại Ý là một cụ bà 76 tuổi ở vùng Vinoto, được báo cáo vào tối ngày 25 tháng 2. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Hàn Quốc đến Daegu, cử thủ tướng ở lại chống dịch. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đích thân tới thành phố Daegu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất nước do dịch bệnh COVID-19. Theo đài KBS, ông Moon Jae-in đã tổ chức phiên họp đặc biệt tại tòa thị chính thành phố Daegu với sự tham dự của thị trưởng thành phố cùng các bộ trưởng y tế, giáo dục, an ninh. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo mọi cơ quan, ban ngành phải dốc toàn lực để ngăn chặn dịch bệnh. Người dân ở Daegu và tỉnh Cheongsang cố lên, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được dịch bệnh COVID-19 này và chúng ta sẽ làm được, ông Moon Jae-in nói. Ông Moon Jae-in cũng cho biết, chính phủ đã điều động lực lượng quân đội, cảnh sát và nhân viên y tế dân sự tới các địa phương bị ảnh hưởng dịch để kích hoạt một hệ thống hỗ trợ dập dịch trên toàn quốc. Ông Moon Jae-in cũng yêu cầu Thủ tướng Chung Si-kun túc trực tại thành phố Daegu để chỉ đạo công tác cách ly phòng dịch tại đây. Vấn đề quan trọng bây giờ là thời gian và tốc độ. Chúng ta cần phải tạo ra bước ngoặt, mang tính quyết định trong xu thế gia tăng lây nhiễm. Bắt đầu từ tối nay, Thủ tướng sẽ ở lại đây để chỉ đạo tại chỗ mọi nỗ lực chống dịch với tư cách người đứng đầu cơ quan chỉ đạo, giải quyết khủng hoảng trung ương, ông Moon Jae-in nói. Ông Moon Jae-in cũng giải tỏa những hiểu lầm của dư luận, bắt nguồn từ việc sử dụng từ ngăn chặn dịch bệnh trong một cuộc họp trước đó giữa các quan chức chính phủ và đảng cầm quyền. Việc này khiến nhiều người dân tưởng chính phủ sẽ phong tỏa thành phố Daegu. Mặc dù không phong tỏa thành phố, song chính quyền Hàn Quốc cũng đã nhất trí sẽ áp dụng các biện pháp ngăn dịch tối đa để dập ổ dịch ở đây, đồng thời quyết định sẽ có thêm nguồn ngân sách để chống dịch COVID-19. Khoản ngân sách này sẽ được dùng để hỗ trợ Daegu và các khu vực lân cận, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà xuất cảng bị thiệt hại nặng nề vì dịch bệnh. Thưa quý vị, bạo lực dữ dội tại New Delhi lúc ông Trump thăm Ấn Độ. Ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương trong các cuộc đụng độ xảy ra giữa những phe đối lập ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Một sĩ quan cảnh sát nói với Reuters
đó là vụ bạo động chết chóc nhiều nhất tại New Delhi kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới bùng phát cách đây 2 tháng. Xung đột nổ ra ngày 24 tháng 2 tại một quận ở phía đông bắc thành phố giữa hàng ngàn người biểu tình ủng hộ và phản đối luật công dân mới. Cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán đám đông hung dữ, đang cố hất đổ các hàng rào kim loại và phóng hỏa xe cộ. Đến sáng nay ngày 26 tháng 2, căng thẳng vẫn ở mức cao, buộc nhiều trường học tại một số khu vực phải đóng cửa. Có thông tin các cuộc đụng độ mới đã nổ ra, ít nhất 5 nhà ga tàu điện ngầm trong thành phố dừng hoạt động. Một quan chức thuộc cơ quan cứu hỏa vừa cho biết, các đội cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ít nhất 8 vụ cố ý phóng hỏa gắn với các cuộc biểu tình mới. Bạo lực nổ ra ngày 24 tháng 2, ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Ông Trump và Thủ tướng Narendra Modi hôm nay sẽ hội đàm tại một địa điểm chỉ cách xa nơi xảy ra đụng độ vài km. Trong cuộc họp báo sáng sớm nay, Thủ tướng New Delhi là Arvind Kejriwal đã kêu gọi mọi người duy trì hòa bình. Bất kể là vấn đề gì, mọi người đều có thể giải quyết nó trong hòa bình. Bạo lực không giúp tìm ra một giải pháp nào. Thủ đô của Ấn Độ đã trở thành điểm nóng của các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới. Luật này nới lỏng các quy định để những người không phải dân Hồi giáo ở ba nước láng giềng của Ấn Độ có đông dân Hồi giáo sinh sống có thể trở thành công dân Ấn Độ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tòa Bạch Ốc đề nghị cấp khẩn cấp 2,5 tỷ Mỹ Kim đối phó với COVID-19. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách bổ sung 2,5 tỷ Mỹ Kim cho kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với COVID-19. Tòa Bạch Ốc cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho trị liệu, mua các thiết bị bảo vệ cá nhân và khoảng 1 tỷ Mỹ Kim trở lên để thúc đẩy việc phát triển vaccine. Phát ngôn viên Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc bà Rachel Semel nêu rõ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuyển cho Quốc hội một kế hoạch tài trợ bổ sung 2,5 tỷ Mỹ Kim để tăng tốc phát triển vaccine, hỗ trợ chuẩn bị và các hoạt động ứng phó và mua sắm các thiết bị, vật tư rất cần thiết. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Tòa Bạch Ốc cũng đang giải quyết các nguồn lực hiện có và cho phép sử dụng ngân sách linh hoạt hơn đối với những hoạt động ứng phó. Trong số đó, Tòa Bạch Ốc đang yêu cầu cấp mới khoảng 1,25 tỷ Mỹ Kim, cũng như chi các khoản khác đã được Quốc hội phê duyệt, song chưa sử dụng. Ví dụ, 535 triệu Mỹ Kim sẽ được chuyển từ tài khoản dự phòng chống dịch Ebola. Tòa Bạch Ốc cũng đang cân nhắc chuyển tiền từ các tài khoản khác của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nhằm đạt mục tiêu 2,5 tỷ Mỹ Kim. Yêu cầu cấp ngân sách bổ sung của Tòa Bạch Ốc đang phải chờ sự phê duyệt của Quốc hội trước khi có thể chuyển tiền để giải quyết sự bùng phát của virus corona. Mỹ hiện có tổng cộng 57 trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó 36 người được sơ tán từ tàu du lịch Diamond Princess đã được cách ly tại Nhật Bản trước khi hồi hương. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Khách sạn có 1.000 người bị phong tỏa vì du khách Ý nhiễm COVID-19. Bloomberg dẫn lời giới chức y tế đảo Canary cho biết một du khách Italia và vợ đã phải nhập viện ở Tenerife trên đảo Canary sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nam bệnh nhân này được cho là một bác sĩ đến từ khu vực Lombardy, một trong hai điểm nóng đang bùng phát dịch COVID-19 ở Ý. Khách sạn mà hai người này từng ghé trước đó là S10 Costa Palace với khoảng 1.000 khách và nhân viên, do vậy đã bị phong tỏa. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa các lối ra vào của khách sạn 4 sao này, trong khi khách và nhân viên được đề nghị ở yên trong phòng. Trên mạng xã hội, các khách tại khách sạn cho biết họ đã nhận được thông báo qua khe cửa phòng với nội dung: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, vì lý do y tế, khách sạn đang bị phong tỏa. Cho đến khi có thông báo tiếp theo từ giới chức dịch tễ, quý vị phải ở yên trong phòng." Phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha Maria Montero cho biết tất cả khách sẽ phải ở yên trong khách sạn cho đến khi có kết quả xét nghiệm thứ hai. Chúng tôi sẽ có biện pháp ứng phó phù hợp dựa trên kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân Ý là trường hợp thứ ba nhiễm COVID-19 được phát hiện tại Tây Ban Nha. Hai bệnh nhân trước đó là một du khách Đức và một du khách Anh. Hiện cả hai bệnh nhân đã được xuất viện sau thời gian cách ly. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.